Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Văn. Hôm nay rất vui, Văn nhận được hai bao quần áo từ bạn Lan Anh gửi lên. Đây là vợ Văn và chị. Và chị đang sắp xếp lại quần áo để phát cho bà con. Trong lúc xếp đồ thì cũng có hai chị ở dưới bảng hô ta nên nói về vấn đề ba cháu nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Mẹ bỏ đi làm không quay về à? Mẹ thì chưa quay về mà bây giờ thì bố ở nhà vừa đi làm thuê nuôi ba đứa con. À. Chồng đây. À, chồng làm thuê à? Ừ, chồng thì vừa đi làm thuê thì ba đứa con thì vừa ăn học nữa. Vậy à? Thế vợ bỏ đi lâu chưa? Từ năm ngoái hay sao em cũng không hiểu nữa. Vậy thì từ lúc đi mà không về à? Thì lúc đi không quay về nữa, không liên lạc với con nữa. À, không liên lạc với con luôn. Thế thì anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng năm nay bao nhiêu tuổi? Em cũng không biết, không hiểu được. À. Vâng. Cuộc sống gia đình có khó khăn lắm không? Thế cái các cháu đi vẫn đi học cả nhỉ? Các ba cháu muốn đi học hay sao em cũng không hiểu, em cũng không hay xuống xóm dưới đâu mà. À. Chắc đi học hết chứ, ba đứa nhỏ đấy. Ba đứa nhỏ đi học hết nhỉ? Đứa lớn này năm nay chắc bằng mấy đứa nhỏ ở đây gì? Đứa lớn nha của ba bé đấy này. Con bé lớn này. Đứa lớn học bao nhiêu đấy? Năm rồi à? Học bằng cháu à? Học bằng ui ôi lớp 5 rồi đấy à? Mẹ thì bỏ đi làm, bố ở nhà đi phải đi thuê nuôi ba đứa con chồng được bên đấy. Thế mẹ không liên lạc đâu. Không liên lạc với cũng không gửi tiền về nuôi con luôn. Chắc không gửi chứ em cũng chả biết được. Thế mai các cháu, trưa mai các cháu lên đây dẫn chú không nhá? Ừ. Xuống thăm bạn tí. Mai thì bác xuống thăm ba đứa cháu đi. Nào có thảo quả bán như nào? Thảo quả? Ờ. Tính theo cân hay là sao? Theo cân. Hả? Bao nhiêu tiền một cân? Tiền là 100 là chín mươi. Tiền giá thị trường. Cân giá mới. Đắt nhỉ? Đắt thế? Có giá thị trường thế đâu mà chỉ đắt. Cháu thì nếu mà lấy nấu với sương thì nó thơm nhỉ? Cháu hay lấy nấu với sương được đấy. Đây. Vậy đi lấy thảo quả xa không? Phải đi một ngày thì mới tới nơi à? Vâng. Hôm nào cho cháu đi cùng ấy được không? Được. Ông cha không nên dốc được à? Không nên dốc được á? Tận đầu nguồn là hô bè nhỉ? Đến tận đầu nguồn à? Vâng. Đi một ngày đường. Có đi xe máy được không? Hay là... Không. Đi xe máy đến... Đang đà, đang đà. Đi xe máy đến thủy điện. Vâng. Xong bắt đầu đi bộ một ngày. Không, đi buổi đến trưa. Đến trưa mới tới nơi. Vâng. Nhưng mà phải đeo ba lô cặp. Có mang đồ ăn đi không? Một tí thì cứ đi nhà đi theo. À, đi cứ người chứ. Hôm nào cho cháu đi trải nghiệm rừng ngay. Vâng. Nhưng mà có bẫy được con gì để ăn không hay là nên ăn cơm nắm với muối vừng? Không. Hả? À, có đồ rừng không? Có chuột không? Có rúi không? Có bẫy được có rúi nào không? Có. À, hôm nào đi rủ cháu đi về nhá. Vâng. Được chưa? Đi lên tưới đi. Chuẩn bị áo red đâu chứ không? Có chứ.
Có chăn màn đây, đưa cho. Có màn đây. Có. Đây màn đây. Đây lấy nhiều muỗi. Được đấy. Con cháu ở đây. Con cháu ở đây. Đúng rồi. Đấy. Đấy, lấy cái kia nữa mang lên mới đáp. Có lấy cái áo z nào không? Có cái áo z lấy thêm cái áo. Mà ôm về sau thì còn được cái ướm đấy nhỉ. Thì, hôm nào cho xin một suất đi nhá. Vâng. Ông ơi là ít thôi. Hôm qua mới về. Ông là số may đấy, còn cháu ở đây không được như ông đâu ông ạ. À. Gớm được đây này. Gớm được cái thò cái nào đẹp ra là xin cái đấy. Cái này nó để suốt từ nãy giờ sao không xin? Cái này nó dài này, cái này là các cô để dài ngủ này. Dùng gì mang đây để cho mà. Mình phải có nắng. Cái này dài thì thì năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 73. 73. Vậy thì gọi bằng anh thôi. Suốt từ nãy giờ gọi bằng chú à. Nghe bảo là anh. Dạ. Hả? Anh em. Thì anh em thôi chứ. Văn sinh năm 78 à, 78 với 73 hơn nhau có 5 tuổi à. Nó thằng chứ 73 với 78 khác bao nhiêu? 5 tuổi. 5 tuổi. Anh em. Anh em thôi. Mà sao nhìn già thế? Ăn thịt rừng nhiều mà không trẻ được tí nào à? Không, mình đi làm nhiều mình mệt chứ. Người dân thì đi làm nhiều nên nâng, vâng. Nâng lên gáy nhiều nhỉ bác nhỉ? Ừ. Nói già dân thì thích người làm thì làm nhiều. Được cú lơ thì mới phải ra. Người dân con em có gì lên gáy nâng theo quỷ. Dạ, ăn là thịt bò mơ 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 bằng. Thế mà con dâu đây à? Đây con dâu của anh. Con dâu của anh á? À? Ủa con dâu của anh lại gọi em bằng anh. Vâng. Con của anh gọi em bằng anh, anh thế đây em bảo là gọi em bằng là chú à? Ôi trời. Thôi rồi thì con dâu à. Và căn bản là ở trên này cuộc sống nó hơi vất vả. Vâng. Nên là cũng già. Vâng. Già hơn người dưới xuôi. Già trước tuổi. Đúng rồi, già trước tuổi. Đi ra đây chú quay cái chân để mai mốt có ai người ta gửi giày nên chú cho ấm thế.